Xin chào tất cả mọi người, mình đã lên được cao thủ 21 sao và mình tiếp tục rủ người yêu của mình trên hành trình lên chiến tướng của mình. Và trận đấu này mình đã lên được hạng 47 top miền Nam thành phố Hồ Chí Minh của vị tướng Pen. Trận này mình cầm Pen đi mid và ở đầu game mình sẽ di chuyển qua cái bụi ở phía bên phải, đã phát hiện được vị trí của thằng Zip và Rishi. Nó đã quăng con bướm mão và mình sẽ bay ra để dọn đến cùng với người yêu mình ở đây. Cô ấy đang rất tự tin và áp sát hai thành viên bên bạn, còn mình thì quyết định đi xuống đường top và tấn công vào vị trí của thằng Maroc. Nó đang sắp hết máu rồi, mình sẽ bay vô sử dụng hai chiêu thức và kết hợp bộc phá và lấy được cái mạng đầu tiên của trận đấu này. Sau đó mình sẽ sử dụng chiêu 1 bay ra tấn công luôn cái thằng đi rừng Enzo và lấy được cái mạng số 2 trong trận đấu này, đồng thời có được bồ xanh của Enzo. Mình đã phát hiện được vị trí của Zixi rồi, đây có thể là một mạng số 3 dành cho mình. Đúng như vậy, bây giờ quay trở về với 3 mạng ở phút thứ 1 của trận đấu thì cái ván game này có vẻ như mình sẽ trở thành một con quái vật. Bây giờ mình sẽ xuống đây để ăn giùm cho thằng Bijan cái đợt lính đường top để cho nó ăn lính đường mid của mình. Mình sẽ tấn công luôn vị trí của thằng Maroc, lấy được nửa cây máu của nó rồi. Nếu như nó dám đi lên đây mình sẽ sử dụng thêm một combo nữa, và nó đã sử dụng ra một cái tóc biến để nó bỏ đi và nó vẫn không chịu đi về. Mình đã sử dụng ra chiêu cuối tấn công vị trí của Maroc, nhưng mà mình đã có một pha di chuyển yếu nhược và để lãng phí chiêu cuối của mình. Không sao, bây giờ mình coi như là đã đổi lane với thằng Bijan luôn rồi. Mình đang ở cái vị trí đường top này khá lâu và cái thằng Maroc nó vẫn chưa chịu về. Chiêu cuối của mình nó cũng đã hồi rồi và bây giờ mình còn có thêm được vị trí Nacrop ở đây nữa. Và tụi mình quyết định sẽ ăn con tà thần này. Enzo nó tới rồi kìa, nó đang xoay cái xích của nó và nó sẽ xích vô người ai đây. Nó không dám xích vì nó đã bị mình áp đảo và chạy về, tạo điều kiện cho thằng Nacrop nó có thể ăn được con tà thần đó thành công. Bây giờ quay trở lại câu chuyện giữa mình với lại thằng Maroc, thì khi mà Ben solo với Maroc chúng ta sẽ có được cái lợi thế, đó chính là chúng ta hoàn toàn áp đảo vị trí Maroc về cái lượng sát thương. Còn sát thương của Maroc gây ra là không đủ đối với cái khả năng hồi máu của Pen đến từ nọc hút máu 16% như mình đã sử dụng. Nó không đủ để giết được Pen trong một combo, nhưng Pen thì có thể làm được điều đó với Maroc. Như mình đã chứng minh trong cái trận đấu này, mình đã được 4-0 rồi. Bây giờ thằng Maroc nó đang xâm chiếm ở khu vực rừng của team bạn và nó đang phải đối diện với con Chrissy và cả Enzo nữa. Mình đang lên đây để hỗ trợ cho nó nhưng mà nó đã lui về kia rồi. Mình đã ở đây tấn công vị trí của Rishi nhưng mà hai thành viên kia nó đã kéo tới đây và mình đã để mất đi cái mạng đầu tiên. Không sao, bây giờ chỉ mới là phút thứ 5 của trận đấu mà thôi, chúng ta vẫn là người nhiều tiền nhất trên bản đồ. Và mình vừa phát hiện ra vị trí thành viên đi rừng của team bạn, nó vừa cướp đi con bùa đỏ của chúng ta. Nhưng mà không sao, mình đang ở đây đối đầu với cái thằng Maroc mà nó vẫn chỉ là một cái bao cát cho mình sử dụng ra các chiêu thức mà thôi. Nhưng mà trước tiên chúng ta nên quay về và ăn hết đàn lính của chúng ta trước đã. Rất có thể Maroc đang ở đây và đúng như vậy, mình lại tiếp tục sử dụng ra những cái chiêu thức lấy đi những cái lượng máu của nó. Và bây giờ nó lại tự nhảy ra rồi, tự cống nạp cho mình cái mạng số 5 trong trận đấu này. Và bây giờ khi mà Maroc đã nằm xuống thì mình sẽ đẩy luôn cái đàn lính này vào cái trụ thứ hai của team bạn. Bây giờ đã có thành viên đi rừng của team bạn ra để mà thủ lấy cái đàn lính, nhưng mà ba thành viên team mình thì đang đẩy cao ở khu vực đường mid. Và bây giờ có lẽ như là Enzo nó đã di chuyển qua vị trí đó rồi, nên là mình sẽ lợi dụng cái thời gian này để mình đẩy luôn cái đàn lính ở khu vực đường top này. Rất có khả năng là các thành viên team bạn đang kéo đến đây, nhưng mà mình vẫn thấy các thành viên team bạn ở đường mid và cả đường top nữa, bọn chúng đã tách nhau ra hết rồi. Ở giữa thì chỉ có hai thành viên thôi, còn thành viên chủ lực thì đang kéo tới, nhưng mà thành viên ở mid thì quá là tăng cơ hơn. Mình quyết định là sẽ quay về và thủ lấy cái trụ của mình và đối đầu trực tiếp với lại cái thằng Maroc. Chắc chắn là nó đang ở đây và nó vẫn không phải là đối thủ của mình.
luyện ngục hụt luôn rồi bạn ơi, bây giờ chém cũng hụt nữa. Và đó là cái mạng số 6 của mình. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, đó là thủ và solo với ma lốc ở cái đường top này. Còn ở cái đường rồng thì các thành viên team mình đang nằm xuống là 3 thành viên, và mình quyết định sẽ biến về và hỗ trợ cho các thành viên team mình, vì mình đã lấy được lợi thế của vực đường top rồi. Bây giờ nếu như bên team bạn quyết định ăn tà thần thì sẽ không kịp thời gian, cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng về cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ còn 5 giây nữa thôi là hai mục tiêu mới nó sẽ ra, và chúng ta cần phải kiểm soát cái mục tiêu tà thần ở phút thứ 8 này. Lại một lần nữa chúng ta phát hiện được vị trí của ma lốc, và nếu như nấy chưa lên được kháng phép thì nấy vẫn không thể nào làm được gì mình cả, dù cho nấy có luyện ngục chúng đi chăng nữa, dù cho nấy có chém chúng đi chăng nữa, nhưng anh ấy đã có thể tốc biến để bỏ đi. Mình sẽ cho anh ấy cơ hội rút lui, và nếu như anh ấy vẫn còn đứng ở đây thì mình sẽ lấy đi cái mạng của anh ấy luôn. Nhưng mà anh ấy đã đi về và thủ lấy đàn lính của mình. Bây giờ con tà thần nó đang bị bỏ ngỏ và đã phát hiện được vị trí của support, nó đang ở đây rồi. Nó đang quấy nhiễu mình ăn con bùa đỏ này, nhưng mà nó có làm được điều đó hay không, hay là nó sẽ bỏ lại cái mạng của nó cho mình luôn đây. Và nó đã phải để lại cho mình cái mạng số 7 trong cái trận đấu này. Còn ở mid thì AD cũng đang được cái mạng của mid team bạn. Mình tiếp tục đẩy cao thế lính ở khu vực đường top, và bây giờ đã có hai thành viên team bạn xuất hiện quá đột ngột. Lấy đi cái mạng mình rất nhanh chóng. Chắc là hồi nãy nó giờ cay mình lắm hay sao mà bọn chúng kéo với nhau ra quá đông để bắt một mình như vậy. Nhưng mà không sao, bây giờ chỉ mới là phút thứ 10 của trận đấu mà thôi. Vị trí của Narok đang rất gần chúng ta, mà mình đã bay chưa cuối tới. Tiêu chí 1 tiếp cận vào vị trí của hàng sờ liêm và sử dụng ra bộc phá luôn nữa, lấy được cái mạng số 8 trong trận đấu này. Bây giờ thì mình tạm thời quay về và hồi máu bằng những con quái rừng, bởi vì Narok cũng đã chết rồi, và đồng thời là thủ luôn và cái đàn lính, và chờ đợi cho các thành viên của chúng ta dâng cao đội hình lên để chúng ta có thể nắm được cái thế chủ động trong cái đội hình tấn công của chúng ta. Phát hiện ra hai thành viên ở team bạn đang cố gắng đẩy đi cái trụ đường top của mình, và mình đang tấn công vị trí của thằng ma lốc. Nó đã sử dụng ra cái tốc biến để nó bỏ đi với một lượng máu rất ít ỏi, chỉ hướng sang tấn công vị trí của thằng Zip, và mình và Bijan đã có thể làm được điều đó rồi. Rất may mắn cho vị trí của ma lốc, nó đã có thể quay về mà không bị chết và lấy Zip ra thay thế cho cái mẹ của mình. Bây giờ thì chúng ta có thể ăn được con tà thần này dễ dàng. Còn một lần nữa mình đã thấy được vị trí ma lốc rồi. Cái trận đấu này ma lốc không hề có cửa đối với mình, và không biết là nấy có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hay chưa. Giờ mình sẽ núp ở cái bụi này. Phát hiện rất nhiều thành viên team bạn và vì hai thành viên chủ lực đang ở đây rồi. Thằng Diếp nó đã hút thành viên team bạn vào, và mình đã có một pha đánh bom liều chết, lấy được cái mạng của thằng Slim và vẫn an toàn trở về, tiếp tục đánh vào những con quái rừng để hồi máu và quay ngược trở lại để tiếp tục tham gia vào trận combat. Và mình đang có mặt ở đây sẵn sàng lấy đi bất kỳ cái trụ nào của team bạn mà không có người để phòng thủ. Tuy nhiên là bọn chúng đang phòng thủ rất chắc chắn. Mình sẽ lên đây đối đầu với thằng ma lốc, sử dụng ra cả ba chiêu thức rồi, nhưng mà nó đã có một cú luyện ngục thành công trong khi mình vẫn đang ngồi trong trụ. Và như vậy là mình đã quá khinh thường team địch. Bây giờ đã gần chuyển sang phút thứ 14 của trận đấu, và chúng ta cần phải chơi một cách cẩn thận hơn. Đã phát hiện ra ba thành viên team địch đang ở mid, chỉ còn lại hai thành viên mà thôi. Mình đang ở đây tiếp cận vị trí của AD, lấy đi các bạn của nó rồi. Và bây giờ chỉ còn lại là ma lốc, Rissi và Zip đã lấy được mạng hai thành viên rồi và sử dụng ra quả ngầu băng xương. Bây giờ chủ không còn bắn mình nữa, hồi sinh và lấy được thêm cái mạng của cả thằng Zip luôn. Như vậy là what a kill, và cái trận đấu này nó đã kết thúc ở đây. Và như vậy là mình đã lên được cao thủ 22 sao cùng với người yêu của mình. Nhưng một lời cảm ơn vì các bạn đã xem đến thời điểm này. Mình có một món quà bất ngờ dành cho các bạn, nhưng mà bạn phải bấm đăng ký kênh mới có thể nhận được. Bạn bấm rồi ư? Được rồi, món quà của bạn chính là just like
like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Chất lượng mỗi ngày vào 7 giờ tối. Xin chào mọi người và hẹn.